Chiều ngày 28 tháng 5, 2020, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đã triệt xóa thành công một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn nằm sâu trong nhà người dân cho người canh giới ở nhiều ngõ khác nhau. Cụ thể, vào 14 giờ 40 phút ngày 28 tháng 5, 2020, tại khu vực ấp Long Phú 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đội cảnh sát công an hình sự huyện đã bất ngờ ập vào và bắt giữ quả tang 8 đối tượng, có 5 đối tượng nữ đang tham gia lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Trong đó có 3 đối tượng đến từ tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và tỉnh Đồng Tháp đến tham gia. Các đối tượng còn lại là người địa phương và những người ở vùng lân cận. Tại hiện trường, công an đã thu giữ 9 hộp xí ngầu, 6 chiếc điện thoại di động các loại, hơn 2 triệu đồng tiền tang trên chiếu bạc. Kiểm tra trên người các đối tượng, lực lượng chức năng còn thu giữ hơn 217 triệu đồng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.